Quý vị bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với hiệp thi đấu thứ hai trận tứ kết giữa Sóc Xoài và Đai Úi trong khuôn khổ giải bóng đá nông dân Khmer mừng Tết cổ truyền Trondheim thơ mây của đồng bào Khmer trên cúp truyền hình Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024. Và sau khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ Sóc Xoài đang tạm thời dẫn trước Đai Úi với cách biệt là một bàn với tình huống đá phạt penalty thành công của tiền đạo Phi Dũng. Và ở hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ Sóc Xoài sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái mạnh của chúng ta trong trang phục áo đỏ, quần xanh. Trong khi đó thì các cầu thủ Đai Úi sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải mạnh ảnh trong trang phục áo vàng, quần đen. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2 thì các cầu thủ Sóc Xoài đã đẩy cao đội hình. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà với mặt sân ruộng, với một bàn thắng vẫn chưa thể nói lên được điều gì khi mà thời gian của hiệp 2 còn rất dài. Hải Dương, đây là Ngọc Quý, các cầu thủ đang chơi vị trí tiền vệ cho các cầu thủ Sóc Xoài trận đấu này. Phí Dũng vẫn còn, Phí Dũng và Đinh Trên đi vẫn đang là các cầu thủ áo đỏ, không kịp. Và chạm bóng cuối cùng là hơi dài của Hải Dương. Và các bóng tốt của Quỳnh Anh. Liên tục là những tình huống nhồi bóng lên phía trên của các cầu thủ Đai Úi. Đây là tiền đạo Quốc Thắng của Đai Úi, cầu thủ đang chơi cao trên hàng công của các cầu thủ áo vàng cùng với Phương Thảo. Ở hiệp 1 thì hai tiền đạo của Đai Úi cũng có những tình huống tranh chấp bóng bổng cận thành, nhưng tất cả vẫn chưa mang lại bàn thắng cho các cầu thủ áo vàng ở trận đấu này. Và hiện tại thì họ vẫn đang để cho Sóc Xoài dẫn trước với cách biệt là một bàn. Nhưng thời gian vẫn còn là rất dài. Cơ hội, tình huống ra vào hợp lý của Hậu Phương. Ngoại trừ bàn thua trên chấm phạt đền thì Hồng Phương, thủ môn của Đai Úi cũng đã chơi hay trong khoảng thời gian của hiệp 1. Đặc biệt là cuối hiệp 1, Hồng Phương đã có một tình huống cản phá bằng chân rất tốt trước cú đá của Phi Dũng. Nó giúp cho Đai Úi không nhận bàn thua thứ hai trước khi bước vào hiệp 2. Và với cách biệt một bàn này thì cơ hội vẫn còn cho Đai Úi. Quả treo bóng rất dài. Và sẽ có một quả đá phạt góc cho các cầu thủ vàng. Sau trận đấu này thì chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị bạn trận tứ kết thứ hai, trận đấu giữa Sa Lôn và Tầng 1. Quả tạt bóng đến đâu? Đó là tình huống phá bóng của trung vệ Quỳnh Anh và chọn vị trí rất tốt của cầu thủ mã số 13. Đây là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm khi liên tục thi đấu trong màu áo của thành phố Sóc Trăng tại các giải vô địch tỉnh. Đây chính là Quỳnh Anh. Cầu thủ sẽ là chốt chặn cuối cùng trước khung thành của thủ môn Vĩnh Tân ở trận đấu này. Thành Thiện, Quốc Thắng, tình huống cắt bóng của Thành Võ, tiền vệ mang áo số 26 của Sóc Xoài. Đây là một cầu thủ cũng thi đấu rất nhiều cho Quyền Mỹ Tú.
Là phòng tốt của các cầu thủ đó. Đó là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ vàng. Tình huống rất fair play của cầu thủ cả hai đội. Vẫn đang là các thủ đỏ. Nỗ lực không thành công là của tiền đạo Phi Dũng. Cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay cho các thủ đỏ. Có thể nói lần đầu tiên được nâng tầm về cơ cấu giải thưởng cũng như là được ban tổ chức được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ và truyền hình Sóc Trăng đã mang đến những hình ảnh rất thú vị của bóng đá sân ruộng để gửi đến tất cả các quý vị bạn gần xa. Sẽ cơ hội cho các thủ đó. Không thể có cú dứt điểm cuối cùng. Những nỗ lực rất đáng khen của các cầu thủ đa đuối. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi một quả đá phạt sẽ được dành cho các cầu thủ áo vàng. Thanh Thiện sẽ là cầu thủ thực hiện quả đá phạt cho đa đuối trong tình huống phạm lỗi vừa rồi của Sóc Soi. Đó là quả treo bóng. Đánh đầu. Sẽ có một quả phạt góc thôi. Cũng lao vào của tiền đạo bên phía đai úi nhưng đáng tiếc là không có tình huống chạm bóng của Phương Thảo. Cả Phương Thảo và Quốc Thắng đều có tình huống xâm nhập vòng cấm vừa rồi của Sóc Xoài. Nhưng cả hai đều không thể chạm bóng. Cơ hội! Đã có một tình huống để bóng chạm tay của các cầu thủ áo đỏ. Những nỗ lực rất đáng khen của Đại Hội. Chúng ta cùng xem lại. Sẽ có một quả penalty cho các cầu thủ vàng. Nếu như các thủ Sóc Xoài vượt lên dẫn trước cũng với một cú đá phạt penalty thì giờ đây các cầu thủ áo vàng cũng được hưởng lợi thế. Đó là cú đá không thành công của Hải Bảo. Cú đá rất căng nhưng đáng tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Cách biệt vẫn đang là một bàn cho các thủ Sóc Xoài. Rất đáng tiếc, cơ hội không thể tốt hơn để cho Hải Bảo đưa trận đấu trở lại và xuất phát. Tuy nhiên không sao, thời gian vẫn còn dài. Trọng tài xác định lỗi thuộc về các thủ vàng. Quả phạt cho đại úy. Rất đáng tiếc nếu như đại úy để thua ở trận đấu này. Cơ hội rất tốt rồi.
Một bàn thắng đã đến rất gần với Đai Úi. Nhưng bóng đá là như thế. Và chuyền bóng cho Hải Dương. Sẽ có một quả ném biên cho các cầu thủ áo đỏ. Rất hấp dẫn và kịch tính. Dù thời tiết đang khá nắng nóng và mặt sân thì đang rất phô, nhưng các cầu thủ vẫn đang chơi cống hiến cho chúng ta một trận đấu rất hay với nhiều tình huống lên bóng của cả hai đội và cũng đã có bàn thắng được ghi. Và chuyền bóng dài cho Phương Thảo. Và đội bóng rất hay. Tình huống cắt bóng của Quỳnh Anh. Thời gian là vẫn còn rất dài cho những nỗ lực của Đai Úi. Và chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ vàng có thể có được bàn thắng để vươn mình cách biệt không, để đưa trận đấu này bước vào những lọt sút lưu lưu may rủi. Với thể thức thi đấu loại trực tiếp thì nếu như các trận qua thì sẽ bước vào những lọt sút lưu lưu may rủi để tìm ra đội chiến thắng và bước vào vòng trong. Chúng ta cùng chờ xem đội bóng đầu tiên có mặt ở bán kết mùa giải năm nay sẽ là Đai Úi hay là Sóc Xoài. Và chuyền bóng rất hay, Quốc Thắng. Và khống chế bóng không thành công của tiền đạo áo số 10. Rất nỗ lực. Có thể thấy các cầu thủ áo vàng đang chơi rất quyết tâm. Thanh Thiện cũng đã vào sân. Cầu thủ áo số 7 sẽ chơi bên hành lang cánh trái của Đai Úi. Tình huống đẩy sau của các thủ Đai Úi đối với Quỳnh Anh. Hàng thủ của Sóc Xoài vẫn đang chơi khá hay. Và dường như đã có một cầu thủ áo vàng nằm sân. Đó là tiền đạo Quốc Thắng. Chúng ta cùng xem lại tình huống tranh chấp giữa Quốc Thắng và Quỳnh Anh. Không, đó là đội trưởng Vũ Phong, cầu thủ mang áo số 2 của Đai Úi. Và dường như sẽ có một tình huống thay người bất đắc dĩ. Đội trưởng Vũ Phong sẽ rời sân. Như vậy là Quốc Đại cũng sẽ vào sân để thay thế vị trí của Quỳnh Kiệt. Cầu thủ mang áo số 8 vào sân. Số 9 Lâm Đen cũng đã được vào sân để thay thế cho trung vệ Vũ Phong. Và chúng ta cùng chờ đợi những sự thay đổi về lực lượng. Chúng ta sẽ cùng sự những phút tiếp theo thì các thủ Đai Úi sẽ thi đấu như thế nào với những con người mới ở trên sân. Những sự thay đổi có phát huy được tác dụng hay không? Ngọc Quý. Và treo bóng rất hay của các cầu thủ đó. Đó là cú đá của Phi Dũng. Và treo bóng rất hay của Ngọc Quý về phía cột xa dành cho tiền đạo áo số 9.
Đáng tiếc là cũng đã không trúng tâm bóng của Phi Dũng. Vẫn đang là Ngọc Quý. Cũng đã từ rất xa. Cột dọc đã cứu thua cho Đại Úy trong tình huống vừa rồi. Cũng đã rất căng của tiền vệ mặc áo số 19 bên phía Sóc Xoài. Tưởng chừng như sẽ có một bàn thắng đẹp mắt cho Ngọc Quý. Nhưng cột dọc đã nói không. Quốc Đại, đây là cầu thủ vừa vào sân. Bỗng trở lại quyền kiểm soát của các thủ Sóc Xoài. Phi Dũng, bên trong là Hoàng Hạnh. Dũng phạm lỗi của các thủ Đại Úy. Thời gian đang ủng hộ cho các thủ Sóc Xoài khi mà hiệp thi đấu thứ hai đang trôi dần về những phút cuối. Một bàn thắng là đủ để giúp cho các cầu thủ áo đỏ có mặt ở vòng bán kết. Quốc Đại. Hoàng Thạnh lấy bóng rất hay. Đây là Ngọc Quý phối hợp với Hải Dương. Những tình huống đạp nhã 1-2 rất hay của các thủ áo đỏ. Hoàng Thạnh bóng không thể tới được vị trí của đội trưởng Hoàng Thạnh. Liên tiếp là những tình huống nhồi bóng vào khu vực 16m50 của Sóc Xoài. Nhưng các hậu vệ của các thủ đỏ vẫn đang chơi rất hay. Vẫn còn. Và tạt bóng rất nhanh. Cơ hội không cơ bằng gỡ cho các cầu thủ Đại Úy. Chúng ta cùng xem lại cú đá bồi bằng chân trái. Dường như đó là cú đá của tiền đạo Phương Thảo. Đúng là như vậy. Cơ hội đã xuất hiện rồi. Nhưng bàn thắng là vẫn chưa đến với các cầu thủ vàng. Đây sẽ là cơ hội Phi Dũng. Pha lướt đi rất nhanh của cầu thủ mã số 9. Ngọc Quý không được. Những phút cuối đang thật sự là rất hay. Dù đã trải qua một hiệp 1 rất dài và phần nửa thời gian của hiệp 2, nhưng các cầu thủ đang thi đấu vẫn đang rất khỏe với những tình huống tranh chấp rất mạnh mẽ. Như vậy là các cầu thủ Sóc Xoài tiếp tục có sự thay đổi nhân sự để nhằm gia cố hàng thủ và bảo vệ cách biệt mong manh của mình. Có thể các cầu thủ áo đỏ đã lùi về rất sâu. Chỉ có Phi Dũng và Hoàng Hạnh là hai cầu thủ đang đá cao trên phần sân của Đại Úy. Vẫn đang là những tình huống chọn vị trí rất tốt của trung vệ Quỳnh Anh. Ngoại trừ bàn thua trên chấm luân lưu của Đại Úy thì
Hàng phòng ngự của cả hai đều đang chơi rất hay ở trận đấu này. Đây là Ngọc Quý, cầu thủ có cú đá rất đẹp ở những phút vừa qua, nhưng đáng tiếc là nó đã không thành bàn. Thanh Thiện, Hải Bảo, cơ hội để có bàn gỡ cũng đã đến rất gần với Đại Úy. Tuy nhiên thì quả đá penalty không thành công của Hải Bảo đang khiến cho các cầu thủ áo vàng đang thiệt về mặt tỷ số. Chúng ta có thể có rất đông các khán giả đang có mặt tại chùa Bách Tôn, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú để cổ vũ cho các đội thi đấu ngày hôm nay. Đây là Ngọc Quý, đây là Phạm Hải Dương, pha đi bóng rất hay của Hải Dương. Tỷ số đã được nâng lên 2-0. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng rất dẻo của cầu thủ áo số 10 trước khi căng ngang để cho đội trưởng Quang Hạnh nâng tỷ số lên 2-0 cho Sóc Sòi. Rất bất ngờ. Sau khi nhường thế trận cho các thủ Đại Úy thì các thủ Sóc Sòi bất ngờ lên tiếng với một tình huống phản công nhanh, dù thủ thành Hồng Phương cũng đã chạm chân được vào bóng nhưng không thể cứu thua cho Đại Úy trong tình huống vừa rồi. Cách biệt đã được nhân đôi, khó khăn đang khó khăn hơn đối với các cầu thủ Đại Úy. Ngọc Quý không chơi bóng rất tốt. Hoàng Thánh, lại là Hoàng Thánh, không thể tung ra cú dứt điểm. Một chiến thắng đang đến rất gần với các thủ Sóc Sòi khi mà cách biệt đã được nhân đôi. Và đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2. Sẽ là quả phát bóng của trung vệ Quỳnh Anh. Và là bóng của Sóc Sòi, Phi Dũng. Bên trong vẫn đang là Hoàng Hạnh, Hải Dương. Có một quả đá phạt góc cho Sóc Sòi. Nỗ lực đi bóng là của Phạm Hải Dương. Một quả đá phạt góc cho các cầu thủ áo đỏ. Cơ hội. Sau cặp đấu này thì chúng ta vẫn còn
3 trận đấu nữa. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được các trận đấu ở loạt trận bán kết. Quang Hạnh, cú đá rất nhanh của đội trưởng áo số 11, rất khẩn trương, có thể nói là những nỗ lực rất đáng khen của đại úy. Cú đá từ rất xa, sự nóng vội đã thể hiện trên các cầu thủ áo vàng. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà họ đang để cho Sóc Xoài dẫn trước tới 2 bàn. Chiến thắng đã đến rất gần với các thủ Sóc Xoài. Điều này sẽ giúp cho các thủ áo đỏ góp mặt ở lượt trận bán kết diễn ra vào sáng ngày mai, cũng trên sân vận động của chùa Bách Tôn, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú. Và 3 cái tên còn lại cũng sẽ xác định vào chiều ngày hôm nay sau các cặp đấu. Sà Lôn sẽ gặp Tạ An Một, Trà Quýt gặp Cần Giờ, Trà Quýt gặp Cần Đức và Bân Chông sẽ gặp Phường 10. Đây là các cặp đấu còn lại diễn ra vào chiều nay. Có thể nói các trận đấu rất được chờ đợi và được háo hức khi mà lần đầu tiên một trận đấu trên mặt sân ruộng được truyền hình trực tiếp. Và đó cũng là nỗ lực của ban tổ chức cũng như là sự đồng hành đến từ các nhà tài trợ. Xin được cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà đồng hành đã mình mang đến giải đấu sân chơi rất ý nghĩa cho đồng bào Khmer trong Tết cổ truyền Chon Chonam Thơ Mây năm 2024. Quốc Đại, đó là phạm lỗi của cầu thủ áo số 8 Quốc Đại. Thủ đã vào sân ở hiệp thi đấu thứ 2. Hải Bảo và chuyển biên của các thủ vàng kịp không? Các cầu thủ đã mất rất nhiều sức lực và nỗ lực là không thành công của Nhã Ca. Hoàng Anh, tác giả bàn thắng thứ 2 của các thủ Sóc Xoài. Đó cũng là một phần thưởng xứng đáng cho đội trưởng áo số 11 bên phía Sóc Xoài, thì anh là người chơi rất dũng mạnh trong hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai này. Vừa rồi là một tình huống va chạm giữa các cầu thủ hai đội và giờ bóng rất quyết liệt của một cầu thủ áo vàng. Một cầu thủ áo đỏ đang tỏ ra rất đau sau tình huống va chạm vừa rồi.
À, cuối cùng thì cầu thủ Mao số 18 cũng đã tiếp tục thi đấu một trận đấu đầy cống hiến của cả Đại Úy cũng như là Sóc Xoài. Những bước đi tập tễnh của cầu thủ Mao số 18 sau pha va chạm